Thiện tài bạch rằng, đạt thánh lễ kính như thế nào, cho đến hồi hướng như thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, nói lễ kính chư Phật là hết thảy tận pháp giới, hư không giới, chư Phật Thế Tôn nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật. Con nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền, thâm tâm, tình hiểu, như ở trước mặt, đều dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh, thường tu, lễ kính. Ở chỗ, mỗi mỗi Đức Phật đều hiện số thân, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi thân đều lễ khắp số, chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không hết, thì lễ của con mới hết, vì cõi hư không không thể tận, nên lễ kính của con không cùng tận. Như vậy, cho đến cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì lễ của con mới hết. Mà cõi chúng sinh cho đến phiền não không cùng tận, nên lễ kính của con không cùng tận. Niệm niệm liên tục, không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không có mỏi nhàn. Thiện tài đồng tử, thấy mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, tuy đã minh bạch rồi, nhưng Ngài sợ tất cả chúng sinh vẫn chưa hiểu mười đại nguyện này, cho nên cố ý thưa hỏi, đại thánh, thế nào gọi là lễ kính chư Phật? Thế nào gọi là xưng tán Như Lai? Thế nào là rộng tu cúng dường? Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Thế nào là tùy hỷ công đức? Thế nào là thỉnh chuyển bánh xe pháp, cho đến làm thế nào thỉnh Phật ở lại đời, thường theo Phật học, luôn thuận chúng sinh và đều hồi hướng khắp. Thiện tài, đồng tử thưa hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên nói, thiện tài bạch rằng, đại thánh là đại Bồ Tát, tức cũng là đại từ đại bi. Người tu hành, lễ kính như thế nào, cho đến hồi hướng, thế nào gọi là lễ kính chư Phật, cho đến hồi hướng như thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền bảo thiện tài đồng tử rằng, thiện nam tử, nói lễ kính chư Phật là hết thảy tự pháp giới hư không giới. Chư Phật Thế Tôn, nhiều như số hạt bụi, mười phương ba đời tất cả cõi Phật. Con nhờ sức mạnh, sức hạ nguyện, Phổ Hiền, dùng tâm trí thành khẩn thiết, để tin hiểu tất cả chư Phật. Khi lễ kính Phật, thì tâm phải quán tưởng, con đang ở trước Phật, Phật cũng đang ở trước con. Có bài kệ rằng, năng lễ sở lễ tánh không tịch. Người lễ Phật gọi là năng lễ, sở lại Phật gọi là sở lễ. Bất luận là lạy Phật hoặc sở lạy, bản tánh đều là không tịch, tức vắng lặng. Tuy là không tịch mà ở trong hư không có một sức lực cảm ứng, cho nên nói cảm ứng đạo giao nan cư nghì. Sự cảm ứng đạo giao này là không thể nghĩ bàn tưởng tượng, không tới được là lời lẽ đã bạc, nơi tâm hành đã diệt. Muốn nói cũng nói không ra, tâm sinh vọng tưởng, muốn biết đây là gì, nhưng lại không biết. Ngã thử đạo tràng như đế châu, đạo tràng của con đây giống như hạt châu ở trước cung điện của trời Đế Thích. Hạt châu này thấy được tất cả cảnh tượng, Thích Ca Như Lai ảnh hiện trường, tức hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra ở trong hạt châu. Ngã thân ảnh hiện Thích Ca Tiền, tức thân con hiện ra tựa như cái bóng ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, tức con ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm thể, nằm thể xác đức một lòng lạy Phật.
lạy Phật phải có tâm như vậy, đây gọi là thâm tâm tình hiểu. Như ở trước mặt, khi chúng ta lạy Phật thì quán tưởng chúng ta đang ở trước Phật, Phật cũng đang ở trước chúng ta, hỗ tương hiển hiện. Như Khổng Tử Nho giáo có nói rằng, tế như tại, tế thần như thần tại. Tôi tế lễ quỷ thần thì quỷ thần sẽ ở tại đây. Lại nói, như tại kỳ tượng, lại tế quỷ thần thì quỷ thần sẽ ở trước mặt. Như tại kỳ tả hữu, lại tựa giống như ở bên phải, bên trái. Như là bạn tưởng tượng ra như vậy, bạn nghĩ chúng giống như đang ở trước mặt, như đang ở bên phải, bên trái. Lạy Phật cũng như thế, như đang ở trước mặt, như đang ở bên phải, bên trái. Nếu Phật đang ở trước mặt bạn, thì đương nhiên bạn sẽ lạy Phật hết sức cung kính, không thể cẩu tả. Như chúng ta gặp một người, đối với họ thành lễ thì cũng cung kính, nhưng nếu họ không có ở đó thì sẽ cẩu thả một chút, không cung kính hết mình. Điều dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh, đều hoàn toàn dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh. Bạn không thể tạo 10 nghiệp ác trước, sau đó mới đến lạy Phật. Thân có 3 nghiệp ác, giết, trộm, dâm. Bạn không thể đi giết hại trước, rồi sau đó mới đến lạy Phật. Sám hối nghiệp chướng, không sát sanh thì bạn không lạy Phật. Sát sinh rồi, hai tay dính đầy máu, mới đến lạy Phật. Đây gọi là thân nghiệp chẳng thanh tịnh. Bạn cũng không thể đi trộm cắp trước, rồi sau đó mới đến trước Phật, lạy Phật sám hối. Bất cứ nam nữ, trước hết làm rất nhiều việc không chánh đáng, sau đó mới đến trước Phật, lạy Phật cầu sám hối. Đây đều là dùng thân lợi ý chẳng thanh tịnh để lạy Phật. Cần phải đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, lễ Phật sau đó mới có cảm ứng. Ý có 3 nghiệp ác là tham sân si. Tại sao chúng ta bận rộn suốt ngày, từ sáng tới tối không có nghỉ ngơi? Là vì có tâm tham. Tâm tham chi phối chúng ta không khi nào nhàn hạ được. Khi tâm tham khởi lên mà sở cầu không được như ý, thì sinh tâm sân, phiền não theo đó mà hiện ra. Tại sao có phiền não? Vì ngu si. Nếu người có trí huệ thông minh thì gặp bất cứ việc gì cũng đều không sinh phiền não. Người ngu si đáng thương xót nhất. Như chính mình không đi học, thấy họ có bằng bác sĩ rất vinh hiển, mình cũng nghĩ muốn có được bằng bác sĩ, nhưng không đi học thì làm sao có bằng bác sĩ. Lại như không học Phật pháp, cũng chưa từng trải qua, nghe nói thành Phật là tối cao vô thượng, bèn nghĩ muốn thành Phật, đây chẳng phải là ngu si chăng? Lại như không có tiền vốn mà nghĩ muốn làm lập công ty kinh doanh, không mua giấy số lô tô mà muốn trúng số độc đắc, những việc này không bao giờ xảy ra. Lại có lối nghĩ ngu si, người thích ngắm hoa thì muốn hoa đẹp luôn luôn tươi tốt mãi, hy vọng hoa vĩnh viễn không phai tàn. Trăng sáng đêm nào cũng tròn ngoài, đây lại là một hạng người nghĩ muốn trăng tròn mà không muốn trăng khuyết, hy vọng trăng đêm nào cũng chiếu sáng, giống như người uống rượu thì nghĩ tất cả những dòng suối đều biến thành rượu, họ muốn tất cả những nơi nào có nước đều là rượu, khi họ muốn uống thì uống bất cứ lúc nào. Người tham tiền thì nghĩ, ước gì cây trong rừng đều biến thành tiền, hết thảy cây cối trong rừng đều biến thành tiền. Khi họ muốn dùng tiền thì vào trong rừng lấy chút tiền để dùng, như vậy làm sao được chứ? Hoa đẹp luôn luôn tươi tốt mãi, lại có thể ví dụ hy vọng sắc đẹp của mình vĩnh viễn không thay đổi. Rượu và tiền cũng đều có khắp nơi, trăng sáng đêm nào cũng tròn hoài, đây là thuộc về khí. Khí gì? Hy vọng trăng sáng đêm nào cũng tròn, nhưng thực tế thì không thể nào được. Do đó, chẳng được như ý,
chẳng được như ý tức là khỉ. Ở trên nói là rượu sắc, tài khí. Chúng ta muốn không ngu si thì đừng có đủ thứ phiền não phát sinh. Đây là ý nghiệp. Niệm có thể tạo rất nhiều nghiệp. Theo dệt, khi nói những lời không chánh đáng, nam nữ hổ tương, nói đối phương ra sao? Ra sao? Nói những lời không có ích lợi gì. Vọng ngữ là nói dối. Vọng ngữ có đại vọng ngữ, tiểu vọng ngữ. Đại vọng ngữ ví như phạm tội giết người, trộm cắp, tà dâm đều không thừa nhận. Chửi mắng là nói lời rất hung ác, khiến cho người chẳng muốn nghe. Hai lưỡi là hoan hỷ, làm rắn hai đầu. Những điều ở trên đều là nghiệp chướng. Ai có những mau bệnh ở trên thì thân niệm ý chẳng thanh tịnh. Mà hiện tại nói là thân niệm ý ba nghiệp thanh tịnh để lại Phật. Thường tu lễ kính là thường thường tu thân niệm ý thanh tịnh để lễ kính Phật. Tuy nhiên, nói đã phạm tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối để lại Phật thì chẳng thanh tịnh, nhưng bạn vẫn không biết sửa lỗi, làm mới để lại Phật. Như vậy so với bạn, không lại còn tốt hơn. Phải thân, niệm ý, nghiệp, thanh tịnh để lại Phật. Khi lễ kính thì quán tưởng ở chỗ vô lượng vô biên mỗi vị Phật. Tâm của chúng ta lễ kính cũng hiện ra vô lượng vô biên. Thân của chúng ta cũng hiện ra bất khả thuyết, bất khả thuyết. Nhiều như số hạt bụi, nói không thể hết được. Phật Pháp thì có cảnh giới, không thể nghĩ bàn như thế. Chỉ cần bạn phát tâm, lễ khắp pháp giới này, thì công đức, lễ khắp, cũng nhiều khắp pháp giới. Tuy thân bạn chưa thành Phật, nhưng có thể quán tưởng như vậy, thì ở trước mỗi vị Phật đều sẽ hiện ra thân của bạn. Khi thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, lễ lạy Bồ Tát Di Lạc, thì nhìn thấy chỗ của Bồ Tát Di Lạc rất trang nghiêm, đủ thứ lầu cát vô tận. Trong lầu cát có lầu cát, mỗi một lầu cát đều có một vị Bồ Tát Di Lạc đang thuyết pháp. Ngài nhìn thấy có bao nhiêu Bồ Tát Di Lạc thì cũng nhìn thấy chính mình thiện tài đồng tử hiện ra bấy nhiêu. Để lễ lại Bồ Tát Di Lạc, cảnh giới này là trùng trùng vô tận, nhiều đếm không xuể, cho nên hiện tại giảng kinh Hoa Nghiêm nên tu quán pháp giới này, gọi là quán tưởng pháp giới. Ví như lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nên quán tưởng thân mình, ở trước chư Phật trong mười phương, nhiều như số hạt bụi đang lại kinh Pháp Hoa. Phải phát tâm vô tận này. Vì tất cả do tâm tạo, tâm lượng của bạn khắp cùng pháp giới, hiện ra nhiều như thân như vậy để lạy nhiều vị Phật, nhiều vị Phật đều có thể nhiếp thọ lễ lạy của bạn. Cõi hư không hết, gì gọi là hư, gì gọi là không, hư là không thật, không là không có, hư không thì chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, là vô thủy vô chung. Cõi hư không, chẳng còn nữa, thì lễ kính của con mới hết. Nhưng cõi hư không, chẳng khi nào cùng tận, thì lễ kính của con cũng chẳng khi nào cùng tận. Lúc nào cũng đều lễ kính chư Phật. Lễ này thật là vô cùng vô tận. Hết thở vị lai, lễ kính chư Phật. Như vậy cho đến cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh cũng hết, thì lễ của con mới hết. Mà cõi chúng sinh không khi nào hết được, nghiệp chúng sinh cũng không khi nào hết được, phiền não chúng sinh cũng không khi nào hết được, vì phiền não của chúng sinh là do vô minh mà ra, nghiệp của chúng sinh là do phiền não tạo thành. Nhưng cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh vĩnh viễn không thể nào hết được, không thể nào cùng tận, cho nên nguyện lực lễ kính chư Phật của con cũng không cùng tận. Còn lễ kính chư Phật thành khẩn, niệm niệm liên tục không ngừng, thân lời ý nghiệp cũng không mỏi nhàn, dùng thân niệm ý ba nghiệp thanh tịnh lễ kính chư Phật vĩnh viễn đều không cùng tận. Ở thử già bàn, tuy người không đông
nhưng có một số người có chút tâm thành, ngồi thiền, cũng ngồi rất tốt. Người tu đạo cũng rất tốt, ít người càng tốt, một người cũng không ít, vạn vạn người cũng không nhiều. Tại sao vậy? Vì tu đạo là tự mình tu cho mình, chẳng phải người khác tu thế cho mình, cũng chẳng phải mình tu thế cho người khác. Cho nên nói, mình ăn thì mình no, sinh tử của mình tự mình kết liễu. Như tôn giả A Nan cho rằng, Ngài là anh em chú bác với Đức Phật, nên chẳng chịu tu đạo, chẳng tu định lực. Kết quả những vị tỳ kheo khác chứng quả A-la-hán, Ngài vẫn là sơ quả. Hôm nay có người hỏi tôi, tay tự dao động, chân tự dao động, đây là đạo lý gì? Đây là một bộ phận ngồi thiền đều có. Hỏi, vậy tại sao một số người không có? Có thể công phu của họ chưa đủ, hoặc cảnh giới này họ đã trải qua rồi, không những tay chân tự dao động, mà có lúc ngồi thiền con mắt cũng sẽ hoạt động. Con mắt mở ra rồi nhắm lại rồi mở ra, cũng không biết làm gì. Đừng tưởng nó mở ra là nó nhấp nháy, mở nhắm. Rất nhanh, tay cũng sẽ dao động, mắt cũng sẽ dao động. Người tu hành chẳng minh bạch thì cho rằng mình bị ma ám. Có phải ma vương đến làm cho thân tôi chấn động chăng? Hoặc là cho rằng có bệnh, hoặc là đối với tình hình này, cảm giác đáng sợ, cho rằng sẽ bị điên. Sự dao động này là khí huyết lưu thông, vì trước kia chưa từng dụng công, cho nên khí huyết không chảy đều. Bây giờ dụng công thì khí huyết sẽ lưu thông, chỗ nào không thông thì sẽ thông. Có lúc những chỗ đó khí huyết không qua được thì khí huyết không chạy qua. Cho nên chứng một cái chứng này 36 lần, nhưng bạn không cần tính đến nó. Tay chân trên thân con người có 36 đại quan kết, cho nên đến mỗi nơi đều sẽ chấn động một cái. Đây cũng có thể nói là đại địa, 6 thứ chấn động. Bạn ngồi, có lúc cảm giác giống như căn phòng đều chấn động. Việc này đừng có sợ, đây là tác dụng khí huyết của con người. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này, quán khắp mười phương, mà nói kệ rằng. Lúc đó, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa lý này, nói lại cho rõ ràng, Ngài bèn quán sát, khắp căn tánh và nhân duyên của chúng sinh trong mười phương, mà nói kệ rằng. Trong hết thảy mười phương thế giới, ba đời tất cả nhân sư tử, con dùng thân miệng ý thanh tịnh, lễ khắp hết thảy không thừa sót, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, hiện khắp trước tất cả Như Lai, một lòng hiện thân khắp các cõi, tất cả lễ khắp các cõi Phật. Hết thảy, chẳng có gì mà chẳng bao quát trong đó, mười phương là Đông, Nam, Tây, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên dưới cộng lại là mười phương, cho nên trong chùa thường gọi thập phương thường trụ, tức là thập phương tăng nến, đều có thể ở trong chùa. Vậy chư tăng đến từ phương trên hay là phương dưới? Vì trong chư tăng có rất nhiều hiền thánh tăng, tức cũng là thánh nhân chứng quả. Thánh nhân chứng quả có thể từ phương trên xuống, cũng có thể từ phương dưới lên, cho nên gọi thập phương thường trụ. Phật thì trụ ở trong mười phương, cho nên chùa gọi là thập phương. Thập phương thường trụ tức là chiêu đãi tánh nhân thập phương. Trong 100 vị hòa thượng chắc chắn sẽ có một vị chân chánh tu đạo. Trong 1000 vị hòa thượng chắc chắn sẽ có một vị A-la-hán, bất quá bạn không biết vị nào mà thôi, cho nên ở tại Tùng Lâm, khi người xuất gia quá đường thọ trai, nếu có 3000 vị hòa thượng, thì trong đó sẽ có 3 vị A-la-hán, nhưng bạn không cách nào biết được. Các ngài
hiện đủ thứ hình tướng khác nhau, có vị hiện thân đại oai đức, có vị oai nghi đáng sợ, có đức đáng kính, hoặc có vị hiện thân ngu si nhất, đối diện bạn chẳng nhận biết được ngài. Trôi qua rồi bạn nghĩ lại, muốn đi tìm cũng chẳng được vị A-la-hán đó. Bồ Tát cũng như thế, do đó có câu đối diện chẳng biết Quán Thế Âm. Núi Thiền Thai ở Trung Quốc có chùa Quốc Thanh, có vị thái thú đến chùa hỏi vị hòa thượng rằng, thời xưa Bồ Tát và A-la-hán thường đến đây, bây giờ rất nhiều hòa thượng mà tôi cũng chẳng nhìn thấy vị Bồ Tát hoặc A-la-hán nào hết. Hòa thượng Phong Can nói, ngài có muốn nhìn thấy La-hán chăng? Dễ thôi, ở phía sau nhà bếp trong chùa chúng tôi, người nấu cơm là Văn Thù, người nấu nước là Phổ Hiền. Thái thú hỏi, các vị ấy tên gì? Phương trưởng đáp, một vị gọi là Hàng Sơn, một vị gọi là Thạch Đắc. Thái thú nói, tôi có thể đi gặp các ngài đó được chăng? Phương trưởng đáp, đương nhiên là được. Vị thái thú đi ra nhà bếp tìm hỏi, ai là Hàng Sơn, Thạch Đắc? Hòa thượng chỉ hai người nói, đó đó. Vị thái thú nhìn hai người họ tướng mạo đặc biệt xấu xí, đầu óc dài thượt, rối bời chẳng chảy chút gì, cũng chẳng hớt, giống như những kẻ hippie bây giờ. Nhưng những kẻ hippie bây giờ có ma quỷ theo, trên thân họ có luồng khí đen, ma khí càng lớn thì khí đen càng lớn, trên thân tỏa ra luồng mùi hôi, chính họ chẳng biết, nhưng người khác thì cảm giác được. Còn hai vị đó thì trên thân phóng ra kim quang, tuy các ngài dơ giấy như thế, nhưng vị thái thú tin lời hòa thượng. Phương trượng nói, vị thái thú cúi đầu xá Hàng Sơn và Thạch Đắc. Hai vị đó hỏi, ông cúi đầu xá chúng tôi để làm gì? Vị thái thú nói, hòa thượng Phương trượng nói, các ngài một vị là Bồ Tát Văn Thù, một vị là Bồ Tát Phổ Hiền, xin các ngài hãy độ cho tôi. Hai vị đó nghe rồi bèn nói, ngài Phong Can nhiều chuyện quá. Hai vị đó bèn bỏ đi ra phía sau, vị thái thú đi theo, hai vị đó bèn đi thẳng vào hang núi. Vị thái thú thấy Hàng Sơn và Thạch Đắc đi vào trong hang núi, vị thái thú muốn vào nhưng vào không được. Vị thái thú nói, xin các ngài độ đệ tử, xin các ngài phóng lòng từ bi. Hàng Sơn, Thạch Đắc nói, Di Đà ngươi không lạy, lạy hai người chúng tôi làm gì? Vị thái thú hỏi, ai là Di Đà? Hai người nói, Phương trưởng Phong Can là Di Đà hóa thần. Do đó, thái thú quay trở lại tìm hòa thượng Phương trưởng. Khi ông ta tìm đến, thì hòa thượng Phương trưởng cũng viên tịch. Vị thái thú than thở, thật là ở trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Bồ Tát Văn Thù bỏ đi, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đi mất, Phật A Di Đà cũng đã viên tịch rồi. Về sau, vị thái thú rất dụng công tu hành. Ba đời, tức là đời quá khứ, hiện tại và vị lai, tất cả nhân sư tử, tức cũng là Phật, ba đời tất cả chư Phật. Tôi dùng thân lời ý thanh tịnh nhất, thành thật nhất, để lễ lạy khắp hết tất cả chư Phật mười phương ba đời. Om Ha 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 Om Sam Mo Di So Ha.